Ok, hello anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm một cái bể cá rất là đơn giản để chuẩn bị dụng hồ nuôi loại cá rất là đẹp, coi Red Air. Thì trước tiên đây mình phải sơ chế cái phần nền này, cái phần nền công nghiệp thì thường nó sẽ có những bụi bẩn công nghiệp ban đầu. Thì chúng ta cầm một cái rây, đó rửa nhẹ qua. Anh em thấy không, nước phần hai bên rất là trong. Rồi, sau khi phần nền mình đã xử lý sơ bộ qua rồi, nó sẽ trở thành giờ chúng ta sẽ đi rắc vào hồ thôi, rất là đơn giản luôn. Rồi, cái hồ này sẽ được hồ mình chọn thả coi đất em. Công đoạn chúng ta là từ từ nhẹ nhàng và thả cái nền này vào hồ, cố gắng làm cho đều. Bên đây là mình đã thả xong phần coi gene, và đây là coi đất em của chúng ta. Coi đất em nó khác coi gene ở chỗ là phần tai bơi nó lên màu anh em nha. Đây, phần tai bơi nó lên màu đỏ rất là tươi, rất là đẹp. Thì những cái loại này á, phù hợp với khung nền đen nên mình chọn cái hạt màu đen để làm cái hồ nó rất đẹp. Rồi, bắt đầu chúng ta thả vào thôi. Thì chú ý càng thả gần mặt nước á, thì con cá chúng ta sẽ ít bị sốc hơn. Rồi nước chúng ta phải từ từ cho cá thích nghi nên mới ban đầu về đừng có để nước cao quá. Rồi, để nước lấp lấp nhẹ thôi anh em nha. Và cứ tuần lượt cứ thế mình sẽ cho từ từ cá vào, càng nhẹ nhàng hay càng tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho cá vào thôi. Bầy Red Air này rất là đẹp luôn anh em nha, màu đỏ tươi, tai bơi đậm. Rồi, giờ mình đã hoàn thành cái hồ chúng ta rồi. Anh em thấy không, khi mà có cái nền đen nào đó thì con cá chúng ta rất là tươi luôn. Rồi, bây giờ thì công đoạn của chúng ta còn lại chỉ là việc lên nước từ từ cho cái hồ này. Và khi mà nước đã lên tới mức nhất định đó, thì chúng ta sẽ lắp cái sủi bio vào là đủ những điều kiện cơ bản để nuôi một loại cá bảy mặt. Thì rất là đơn giản thôi, ngoài việc tạo ra một cái lớp nền đen để nổi bật con cá hơn thì cái phần nền này nó cũng là nơi rất là thích hợp để chúng ngụ những loại vi sinh, làm cho hồ chúng ta ngày càng trong hơn và lắng phân, giúp cho chúng ta đẹp hơn, có vẻ mỹ quan đô thị hơn, đúng không ạ? Rồi thì nếu như anh em thích các loại cá thì có thể vào trang YouTube của mình hoặc là vào phần mô tả trên TikTok của mình để xem được nhiều video hay hơn. Và cảm ơn, hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.